Đây là review về ghế chỉnh điện, ghế lái này cho xe Mazda 3 này. Đây là chỉnh lùi xuống này. Tiến lên này. Như Mazda 3 này thì bên em độ ghế lái nó sẽ điều chỉnh được 6 hướng này. Đấy. Ngả ghế này. Ngả lưng ghế này. Đang ngả ở tư thế cực kỳ thoải mái luôn này. Lên này. À, gập này. Đây là gập lưng ghế ạ. Nâng ghế này. Hạ ghế này. Đây là hạ ghế này. Nâng này. Đây, bạn nào muốn lên ghế chỉnh điện thì qua Rambo ạ. Bên em làm cả ghế lái, ghế phụ nha.